Chú chờ đợi nha. Cảm chào chú Yến ơi. Dạ, chào anh nha. Em dạ. Chào kênh nha. Hôm nay dạ. Em có giao lưu với cô chú anh chị em một số mặt hàng loại mai giáo hừng chậu nha. Số điện thoại giao lưu. À, số điện thoại em là của cha nè. 0387468782. Số này là cũng là số Zalo của em luôn nha. Em ở xã Vĩnh Thành. Nó đầy đủ địa chỉ luôn chị. Em ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nha anh. Dạ. Dạ. Rồi vào clip em quay trên này là cây mã số 1 nha cô chú anh chị. Đầu tiên cây này clip cái lồng cộng của chú thông cảm nha. Cây này là hoành là 21 nha cô chú anh chị. Tán ngang là 1m3, chiều cao là 1m3 luôn nha cô chú anh chị. Trái nụ ha. Ừ. Rồi quay thêm vòng quay vòng. Trái luôn. À, cây này là giao lưu là 700k nha cô chú anh chị. Em bao xếp tới nhà luôn. Rồi bao xếp 700k. Rồi. Rồi sắp đỏ cây luôn. Cái số 1, tục lên cái số 1. Số 1. Rồi cây này là số 2 nha cô chú anh chị. Táo tầm cây này hoành 22, chiều cao 1m8, tán ngang 1m4 nha cô chú anh chị. Cây này 8 tâm nha cô chú anh chị. 8 sao 7 tâm cánh. Kích luôn. Hoành 22. Cao 1m8, ngang 1m4. Dạ. Rồi giá luôn nha chị. Giao lưu với cô chú anh chị 8 tâm. À, 800k. Bao ship. Nó ok nè. Vậy gọi phép đỡ cái nha. Bông đẹp, cái bông đẹp như 8 cánh vậy. Lá bự. Lá bự bông bự. Rồi có hai cây nhỏ à. Giờ tới cây lớn. Rồi tới cây lớn nha chị. Rồi, cây này là cao là 1m6 nha cô chú anh chị. Hoành là 27. Cao 1m6. Ngang 1m7. Cao 2m, ngang 1m7. Ừ. Cây là một cây tiểu 6 em bao phí ship. Đủ chất lượng ha. Đủ điều quá chứ. Cây này tiểu 6. Quay quay cho coi cái hoành cái này dòng nha. Nhân xương đẹp. 6, 7 thì ghi 2 lần luôn, đo 2 lần. Bữa nay nó cũng lên rồi. Nghe rồi, phép mình đo cây luôn. Ừ. Cây đẹp. Mà cây số 3. Số 4 luôn. Số 4 luôn nha cô chú anh chị. Vành 25, cao 1m8, ngang 1m7 nha cô chú anh chị. Tàn kính lắm ha. Vành 25, cao 1m8, ngang 1m7. Ồ, nút nụ chất lượng luôn. Có củ đế. Quá nụ chất lượng nha. Nụ ok. Củ đế to. Cây này 1.7 bao phí ship không? Chỉ cần điều một cốt. 1.7. Đế lực. Tàn kính lắm. Rồi 1.7. Dạ. Thì gọi phép em đổi cây luôn. Rồi xin phép cho em đổi cây. Nụ chất lượng to to. Lặt ra cái nở kẹo kính cây luôn. Cây là cây số 5, mã số 5. Tàn kính ấm. Bự. Số 5 hoành 24, cao 1m8, ngang 1m7. 1.5 triệu em bao phí ship luôn. Đọc lại số điện thoại luôn nha chị. Dạ. Số điện thoại vô luôn. À, số điện thoại Zalo của em là 0387468782. Số này cũng là số Zalo của em luôn. Quay thêm vòng đó chị. Một cốt cành điệu. Rồi. Cái này là hoành 24. Nụ chi chích luôn. Nụ kẹo luôn. Hết hồng nụ. Nụ như siêu nụ luôn nha cô chú anh chị. Xương cá hơn xương cá nè. Ừ. Dữ lắm luôn. Quá trời luôn. Cái đọt gì luôn. Này là hoành 24, cao 1m8, ngang 1m7. 1.5 triệu em bao phí ship tới tận nhà luôn nha cô chú. 1.5 triệu cây số 5. Giờ gặp em đọc cây. Rồi đây là cây số 6 nha cô chú. 6. Có củ đế, có củ đế nở nở. Có củ đế nở luôn, hoành 24. Hoành 24, cao 1m9, ngang 1m5 nha cô chú anh chị. Quay thêm vòng nữa chị, quay thêm vòng. Giá
Cây này là 1.6 triệu bao phí ship nha cô chú anh chị. 1.6 triệu. Nụ bao la luôn, con kẹo luôn. Nụ kẹo luôn á, nụ kẹo như xương cá luôn á. Nó đùm đùm luôn nữa. Này nở cứ ngắt luôn. Nói chung nụ đặc như mai ghép. Hơn nữa. Cái này là hàng lựa ra nha bà con. Cái này là mã số 6. À, giá 1.6 triệu, hoành 24, cao 1m9, tán ngang 1m5 nha cô chú anh chị. Chơi rồi. Rồi, mã cây số 6. Tiếp theo qua cây số 7. Rồi. Cây này chỉ cần những điều nụ kẹo luôn. Thường. Ừ. Cây này nụ nút, bao nụ nút luôn nha. Cây này 1.5 triệu, hoành 21, cao 1m7, tán ngang 1m3 nha cô chú anh chị. Cây này củ đế luôn, cây này 1.5 triệu em bao phí ship luôn nha. Để cái củ to nè. Nút nụ thì thôi. Này nó đâu hoành thân ha. Chọn đâu hoành củ nó to. Ừ. Đúng rồi. Hoành củ là ba mấy á. Nút nụ kẹo luôn á. Hoành thân 21 đúng rồi đó. Ừ. Này đo phía trên luôn. Ừ, đó trên mà. Nhìn cái thân là biết. Nụ quá trời nụ. Tàn cũng ấm kính chưa. Vậy rồi, em đo cái luôn. Rồi, cây số 8 rồi của chú mình. Rồi, cây số 8, hoành 24, cao 1m8, ngang 1m3. 1.5 triệu em bao phí ship luôn. Rồi, quay thêm dây dòng đi. Nụ nút kẹo kéo như xương cá luôn nha, cô chú anh chị. Lên những gì là toàn hàng viếp viếp không chứ. Nụ khỏi chê, hàng lựa không. Cái xô là giá sỉ, bán lại là có giá sỉ. Nó sẽ rẻ hơn nhiều, sỉ. Hoành gốc ngày 24, cao 1m8, ngang 1m3. 1.5 triệu em bao phí ship, cây mã số 8. Đây nở một cốt chi cạnh thẳng đều, nụ thì khỏi nói kẹo hết chứ. Cây này lắm luôn, nụ chất lượng không chứ. Để mà đây đi, ăn khỏi ginh về. Cây này hoành gốc là 25 nha cô chú anh chị, cao là 2m, tán ngang 1m6. Cây số 9. Hoành gốc là 25, cao 2m, tán ngang 1m6, cây mã số 9. 1.6 triệu em bao phí ship luôn nha cô chú anh chị. Chỉ cần điều một cốt thẳng. Nụ nút kẹo luôn. Cây này hoành gốc 25. Nút ok. Chất lượng luôn, điều chứ. Cây này cây là mã số 9. Tiếp theo cây số 10. Cây này cây số 10 nha cô chú. Cây này cây số 10. Rồi. Cây số 10, hoành gốc là 27, tán ngang 1m7. Cao 1m7, tán ngang 1m5 nha cô chú anh chị. Khoan người cũng thích cái cây này giùm ảnh chút lặng mới quay được. Cô chú anh chị đợi xíu. Rồi, hoành gốc 24, cao 1m7, tán ngang 1m5. 1.6 triệu em bao phí ship luôn nha cô chú anh chị. Hoành 27, cao 1m7, ngang 1m5. 1.6 triệu em bao phí ship. Giá 1.6 triệu. Một cốt chỉ cần cũng đều ghen. Ngủ thì bao la. Đều hết. Tá chỉ lại cái nụ nhóc trong đây. Nụ kẹo luôn nha cô chú, cả nhà cô chú anh chị. Mai này là yên tâm nút nụ nha cô chú anh chị. Chị gọi, phép đỡ cây ha. Số 11, cây này hoành 25, cao 1m7, ngang 1m4 nha cô chú anh chị. Cây này là 1.6 triệu cô chú anh chị, em bao phí ship luôn nha. Tặng ấm kính ha. 1.6 triệu em bao phí ship tới tận nhà luôn. Rồi, nụ nút kẹo như xương cá luôn. Quá trời nụ luôn. Chùm chùm luôn á. Nụ chùm luôn á. Tại một cái đọt nhỏ nhỏ ra 3-4 nụ. Cây lực ha. Hoành gốc là 25, cao 1m7, tán ngang 1m7. Cây lực. Tàn ấm kính, nụ kẹo. Ngang 1m4. 1.6 triệu em bao phí ship tới tận nhà luôn. 1.6 triệu. Cây số 11. Cây số 11. Tiếp theo cây số 12. 12 nha cô chú anh chị.
12 là hoành 22, cao 1m8, tán ngang 1m5 nha cô chú anh chị. Này cũng là tiểu 6 em bao phí ship luôn nha cô chú anh chị. Tiểu 6, cây số 12. Cây có củ đế. Số 12. Cây củ đế nở luôn nha cô chú anh chị. Ủa, chẳng ok nè. Hoành là 22. Chị cạnh cũng ok luôn. Cái này là hàng lựa, tuyển chọn ca sĩ không nha cô chú. Hoành là 22, cao là 1m8, ngang 1m5. Luống thì có giá sĩ tại vườn. Đồ chất lượng. Rồi cây số 12. Cắt bỏ cây luôn, chiều 6. Rồi tiếp luôn chứ. Rồi cây này cây số 13 nha cô chú anh chị. Tàn đẹp. 13, hoành là 26, cao là 1m8, tán ngang là 1m5 nha cô chú anh chị. 1.6 em bao phí ship luôn nha. Đây, còn gió bự xe nụ thì chi chích luôn. Hoành gốc là 26, cây này hoành gốc lớn. Trời ơi nụ. Trời ơi nó kẹo chưa nó kẹo luôn. Chi chích luôn á. À. Phải nói là cái mặt luôn á. Nụ như xương cá không, luôn. Hơn nữa. Này xương cá đâu hơn xương cá luôn kẹo luôn á. Coi như là mỗi cái lá là mỗi cái nụ. Quá xá luôn. Sao? Trời. Cái này mã số 13. Chèn ơi, chèn cái này, chùm luôn. Khoan, nó dở nha. Ô là trời. Cái chùm này là nó dư hơn mấy ghen. Nó không chứa nổi nó luôn. Đúng rồi. Nụ chi chích luôn, cái này thuộc nụ chi chích luôn. Siêu nụ. Lợi nó lạ luôn. Hoành 26, cao 1m8, ngang 1m5, 1.6, bao phí ship luôn. Hoành này cây là số 13. Mã số. Mà số em Zalo, số điện thoại em là 0387468782. Số này số cũng số Zalo em luôn. Dạ, cho gọi phép đỡ cây. Cây là cây 14 luôn nha. Cây số 14. 14. Dạ. Zalo với chú anh chị rồi. Hoành là 26. Vậy 26, cao 1m6, ngang 1m5 nha. 1.4 em bao phí ship luôn nha. 1.4. Dạ. Cái này hoành gốc cũng lớn luôn nha, hoành gốc tới 20. Khổ dạch. Nhìn thấy quay sơ sơ qua. Quay là thấy không, hoành 26. Quá trời nụ. Hoành lực. Cây này chỉ cứng cây. Dàn xương đẹp. Phải có cái trống, cái ngọn chút xíu, hơi ốm. Hơi ốm thiếu này thôi. Ra bán tiền nhỏ tí. Đúng rồi. Chứ thôi cây này đẹp không? Hoặc cái chỉ cành lực không? Chứ nhìn đều, nụ kẹo. Quay thêm giọng nữa chị. Dạ rồi, phép đỡ cái luôn. Cây 15 hoành 23, cao 1m8, ngang 1m3 của chú anh chị ơi. Cây này 1.1 triệu mấy, cha ghi cái số này nhìn không ra luôn nè. Đấy vậy. Cây này mã số bao nhiêu hả? Nhiêu tiền nè? Rưỡi ghi lại đi. Đọc lại đi. Đọc lại cái giá là chị. 1.5 triệu. 1.5 triệu luôn nha cô chú anh chị. Giá 1.5 triệu. Cây 16 hoành 23, cao 1m8, ngang 1m3. Chừng kẹo. 1.5 triệu em bao phí ship luôn. Cây này là 15, cây này mã số 15. Nụ chất lượng tuyệt điều chứ. Nụ nhóc chưa. Nụ kẹo. Chị gọi chắc đỡ cây luôn. Dạ. Em xin phép qua cây luôn. Rồi tiếp theo cây mã số 16. 16 hoành 23, cao 1m7, ngang 1m4 cô chú anh chị ơi. Cây này 1.4 triệu em bao phí ship luôn. Tàn ấm kiếm điều. Gặp do. Cây này hoành nhỏ. Hoành 23, cao 1m7, ngang 1m4. Tàn kính bự. Nụ nút, bao nụ nút luôn. Số mấy gì vô chưa? Số 16. Nụ ok, kẹo luôn. Chi cành bìu gan một cốc thẳng tàn ấm kính nụ kẹo. Đây nụ rất là kẹo chứ gọi dạ. Đó cây luôn, cây này 17 luôn nha cô chú anh chị. Hoành 24, cao 1m7, ngang 1m5. Cây này 17, cây này 1.4 triệu em bao phí ship luôn. Cây này cây mã số 17. Chi cành cũng đầy đủ điều.
nụ nút của chú anh chị khỏi lo nha, bao nụ một chất lượng luôn. Giá nhiều. Cây này triệu tư, bao phí xếp luôn cô chú anh chị ơi. 1,4 triệu. Dạ. Cây số 17. Cây số 17 triệu tư nụ nút cô chú anh chị, hôm qua từ 6 tới 12 cánh nha cô chú anh chị, bao giỏ ghim giỏ mà giỏ hú đất từng chậu cho chú anh chị. Được, phép ok luôn cô chú anh chị bạn. Cây này là một hoành là 25, cao là 1m7, ngang là 1m6 nha cô chú anh chị. Cây này là 1,5 triệu bao phí ship luôn nha. Cây số 18. Cây này mã số 18. 1,5 triệu, cây số 18. Lực 18. Luôn, cây này thế lực. Dạ, mã số 18. Miền Tây là anh ship xe nha, ship xe có chậu. Cô chú anh chị ở miền Tây em ship xe có chậu, còn miền ngoài thì em ship vô cục nha. Tàn đẹp ha, xương đẹp. Rồi. Đủ ok, nhóc rồi. Quạnh 25, cây mã số 18. Nụ chất lượng kẹo lá luôn. Lá về lại khí thế, dạch ra nụ nhóc sang đây. Ok. Mai này mai bông cánh đẹp không nhân cô chú anh chị. Nụ ghê lắm. Giờ gọi phép đỡ cây của chú mà. Cây số 19. Cây 19 luôn nha cô chú anh chị. Rồi cho đây. 19 là hoành là 24, cao là 1m6, ngang là 1m6 luôn nha cô chú anh chị. Này cây này tiểu chín em bao phí ship nha. Tròn vo với banh luôn. Kính mít luôn. Đang tròn ổng luôn. Tiểu chín. Đâu tiểu chín. Thấy chờ đợi cho nhắm hỏi không? 1,6 triệu. Cây số 19, 1,6 triệu. Cây 19. Lộn của chú nhìn hơi lộn. Lộn rồi, nó lộn ra cái số 19 này, 1,6 triệu. Cây này cây 19, 1,6 triệu, bao phí ship luôn nha cô chú anh chị. Cây nụ chất lượng ghê gớm, nụ nhiều. Cây nụ kẹo. Một chất lượng, tàn cho ngủm luôn, chứ banh luôn. Đẹp. Chị gọi phép đó cây không? Gọi cho em phép qua mã luôn, qua cây luôn anh ơi. Cây 20. Cây 20. Rồi, cây này là 20, là cô chú anh chị ơi, cây này là hoành 27. Cao 1m7, ngang 1m5, 1,6 triệu, bao phí ship luôn nha cô chú anh chị. Toàn do luôn, nụ kẹo luôn. Cụ đế nở chữ A, nụ nút nhiều nha cô chú anh chị. Nụ nút hơi bị nhiều á. Kẹo lắm. Nụ nút hơi bị kẹo. Đế nở. Cây nở 20 đều. Hoành là 27, cao 1m7, ngang 1m5, 1,6 triệu, bao phí ship luôn. Nụ nút kẹo. Kẹo luôn. Đâm đúng. Qua đúng. Từ 6 tới 12 cánh nha cô chú anh chị. Dạ, em đổi cây luôn, cây số 20. 1,6 triệu. Cây số 20. Rồi, tiếp theo cây số 21 nha cô chú anh chị. 21 luôn nha cô chú anh chị, hoành 19. Cao 1m7, ngang 1m4 nha cô chú anh chị. 1,5 triệu em bao phí ship luôn nha. Rồi, số điện thoại lưu lên chị ơi. À, số điện thoại của em là 0387468782 nha cô chú anh chị, số này cũng số Zalo luôn nha. Chỉ cần điều điều với nè, một cốt thẳng trên nè, một điều hết trên, một chất lượng này. Cái là coi mã số 21. Một bao la luôn. Rồi, cái này cái số 21. Rồi. Em qua mã cây 21. 1,5 triệu, rất tốt cây. Rồi, cây này cây số 22 nha cô chú anh chị. Cây số 22 nhìn lực. Cây này cây là hành 28, cao 1m9, ngang 1m5, 1,6 triệu, bao phí ship luôn nha. Cây này là hoành gốc củ bự to 28 luôn nè nha cô chú anh chị. Giót luôn, thót. Như cây thông. Hành 28, cao 1m9, ngang 1m5. Nụ già chất lượng luôn. 1,6 triệu, bao phí ship luôn. Bông chùm. Nụ chi chít luôn. Nụ kẹo hả, già. Quanh hình to. Mập. Chỉ cần điều. Mai lá to luôn. Nụ cốt thẳng, chỉ cần điều tới trên luôn. Rồi. Cây đẹp. Cây này quanh không, cây này mã số 22. Chưa gọi phép mình đổi cây luôn. Rồi, cho em qua cây. Số 23 luôn cô chú anh chị ạ. 23. 23 hoành 26, cao 1m9, ngang 1m5, 1,4 triệu. Em bao phí ship luôn.
cây số 23 hoành 26 cao 1m9 ngang 1m5 1.4 tiểu tư tùy theo cây nha cô chú, nhưng mà mình lúc ngủ thì khỏi chơi ngập hết. Dạ. Điều cây này là hoành 23 luôn. Dạ, phép đổi cây luôn. Rồi, cây này mã số 24 luôn. Dạ, cho theo cây số 24 của chú. Đàn 24 luôn nha cô chú anh chị. Hoành là 20, cao là 1m6, ngang là 1m3 nha cô chú anh chị. Cây này là 1.5 triệu em bao phí ship luôn nha. 1.5 triệu, cây số 24. Cốc nở cái củ tròn tròn ha, do này. Hoành 20, cao 1m6, ngang 1m3. Chỉ cành điều. Ừ, đúng không? Đàn nó to hơn. Cây này nụ nút kẹo luôn nha. Vậy dư. Nụ qua dư luôn nụ rồi. Dư nụ luôn đó, mã số này em lựa nụ cho cô chú anh chị. Dư nhiều, bao la luôn. Cả nào còn không sợ, chứ nở cái nào không sợ, còn nhóc chân đau la luôn. Kẹo mà. Đá nó che lại, quay hơi nhanh xíu cô chú nè. Đá che lại, không có thời gian quay từng chi tiết lại cho cô chú xem đâu. Quay sơ sơ là nhìn thấy rồi. Đó. Nhóc chân, đó. Đàn ấm kính. Vậy gọi phép đổi cây. Tiếp theo quay xem là. Dạ. Rồi cây này là 25 nha, hoành 20, cây này 25 hoành 28, ngang cao 1m9, ngang 1m6, 1.7 triệu em bao phí ship luôn nha cô chú anh chị. Tạc bự tròn. Cây hoành gốc nó nở nó phì ha, gió gió lên. Nâng cây lắm. Hoành là 28, ngang 19, cao 19, ngang 1m6 luôn cô chú anh chị. Cây này là 1.6 triệu em bao phí ship luôn. 1.7 triệu em bao phí ship luôn. Nụ quá trời ha. Ừ. 1.7 triệu cơ chứ. 1.7 triệu. Cây số 25. Nụ kẹo. Mã số 25. Nụ rất là ok luôn. Dạ. Để gặp phép đó cây luôn. Cây này là 26 nha cô chú anh chị. 26. 26 cây này hoành 25, cao 1m8, ngang 1m7 nha cô chú anh chị. Cây này 2 triệu. Em bao phí ship tới tận nhà luôn. To bự ha. Hơn mấy cái kia nhiều, tặng lực luôn. Nụ nút bao, nụ nút luôn, nụ nút kẹo luôn. Còn xương đẹp. Nút nụ thơ khẩu ra. Nấu luôn nè. Vàng ống bánh kẹo chứ. Tàn nó đều gan mà nó xè bự nữa. Nụ chất lượng luôn á. Rồi trời nụ nè. Giá tiền này xứng đáng đồng tiền của chú. À, 2 triệu. Em bao phí ship luôn. Chà phá luôn. Quay thêm vòng đi chị, quay thêm vòng. Giờ gọi phép đổi cái luôn. Đây 27 nè. Một cặp này là để trước nhà là xứng đáng luôn. Rồi. Cây này cây số 27. Rồi cây này là cây số 27 cô chú anh chị ơi. 27 luôn, hoành 28, ngang 1m, cao 1m9, ngang 1m7, cây này cũng 2 triệu luôn nha cô chú anh chị. 2 triệu, cây 27. Cây này 2 triệu, bao phí ship. Một lụ. Ok. Vàng. Điều. Nhiều. Cốt thẳng băng. Chỉ cần điều. Một chất lượng ha. Vậy rồi chào hết luôn hả chị? Rồi hết luôn. Chú clip em chúc bà con nhiều sức khỏe nha. Lần đầu tiên em tới kênh của, mong cả bà con ủng hộ vườn mai Ngọc Viên nha cô chú anh chị. Rồi điện thoại lại của em cuối luôn nhé. Số điện thoại của em là 0387468782 cô chú anh chị. Địa chỉ em là ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, huyện Chi Lách, tỉnh Bến Tre. Số này cũng là số Zalo của em luôn nha cô chú anh chị. Rồi, em chào bà con cô chú anh chị nha. Rồi, chào chị luôn. Chào rồi. Cô chú anh chị các bạn luôn. Rồi, cô chú anh chị xem á, rồi lẻ có liên hệ trong clip hoặc là ngoài, rồi sĩ có luôn. Tôi liên hệ tới nhà vườn nha. Rồi, trân trọng kính chào. Rồi, bán đi cái chợ.